bếp này. Wow, beautiful, thank you. I have video a little bit. I saw my wife, she love it here too. Wow, nice house. We're doing một cái nhà tắm. New tile. New tile, new door. Oh, new door. New floor. Oh, new. Bà làm mới đó hết. Yeah. Nhà này hâm bão đó mình. Giờ ta làm mới hết. Đây garage đi ngang trước. Garage. Yep. Garage đi ngang trước. That's Alan. Wow. It's a mess. No, Alan. Man cave. It's a man cave. Yeah. Thầy đánh gớp tao cũng lại sang tới cửa nhà đánh gớp. This lawnmower is going this week. Oh. So the laundry's there. Mm-hmm. Đã không? Ổng đánh gớp rồi kìa. Thấy bộ đồ nghề ổng không là biết rồi đó. Có bình nhìn ổng. Mấy cái đồ chứa đồ. Đó, hai chồng già thấy không nha. Thường có máy cắt cỏ rồi luôn nè. Fridge stays. Lawnmower stays. The kayaks stay. How about the furniture? If you want it, depends on, discuss, right? Depends on, yeah. Điều cho luôn 900 người cũng được. Thầy bảo nhà này đã 974 nè. Bé ở trung tâm Mỹ là sao chị? Nhà này cặp bờ hồ gần nhà anh Trung luôn. Hai chồng mà thương dễ thương, hai chồng dễ thương lắm. He's a good neighbor. Rồi, làm mới hết, tại mà không bảo á, vậy nó để nhập. Mm-hmm. The spring rolls. The spring rolls. The vitamin spring roll, right? Yeah, yeah. To die for. Yeah, beautiful. Cái xếp nhà đẹp quá. Quá đẹp. Ồ, bà trang trí rất là đẹp luôn á. Vào nhà cái này tại hầm mưa bão đó. Bây giờ ông bà xếp này lại hai ông đồ nè. Mua đi rồi kêu ông bà cho luôn. Để mấy cái này lại. Đây đi ra hồ bơi. Đó hồ bơi trước này ha. Trước cửa ngoài bước vô có hơn 5 bộ luôn. Wow. Đây ngồi đây nhìn ra bãi biển massage. Oh relax. Massage right here. Oh my god. Đó ngồi đây nhìn ngắm cái bãi. Ngồi đây rất sáng, ăn sáng uống cà phê nhìn ra mấy view đêm beautiful. Yeah. Yeah, cái view rất là đẹp, beautiful view. Yeah. I like it, your house beautiful. Oh, the light. Hai chồng già dễ thương không? Phòng bỗng nghe cái view hồ biển, wow. This one the master bedroom, right? Yeah. Wow. New tile. New tile. New tile. Yeah, new roof too, right? New roof, new gutters. Okay. New sprinkler pump, new well. Mm-hmm. We're just waiting on it getting hooked up. Yeah. Yeah. Thank you. Nhà roof mới làm mới, tại mà không bảo đó. Nước gió biển nó ngập bây giờ ta làm để mới hai chồng già. Nhà sạch sẽ ghê luôn. Đây là một kịch 974 nè. Nhà này được mua luôn. Mình mua. Mua. I can touch the water so never walk out, you know. Ở đây vô đây rộng quá. Nhà này mới làm rồi hết đây phòng. Hai giường nhỏ. Một phòng ngủ. Hai phòng, đây view. Wow, master bathroom in here too, right? Yes, there's wow. Three bathrooms, three full bathrooms. The bathroom's right in there. Oh. And yeah. The closet's in the corner. Okay. Nice. Wow. Closet, tủ đồ, hai chồng. Nhà tắm cũng đã biết quần mới hết. Quá đẹp. Quá đẹp. Đây mở cửa ra cái hồ luôn, hồ bơi đây luôn. Rồi nhà design, cái nhà này hình chữ U. Hai bên này, dưới bên này vô nhà hình chữ U. Nhà là ba phòng ngủ, ba nhà tắm. Well, we had một phòng ngủ, hai phòng ngủ. We never lost power.
Beautiful, I like it. Your house, yeah. Đó, còn đây này, còn khác. We had Marilyn's daughter's wedding here. Oh, yeah. When we first moved here. Uh-huh. Oh, yeah, it was fantastic. I mean, it was a setup for really nice. Yeah, very nice. Yeah, the wedding didn't hear the party, the party, everything was perfect. The tables were out yeah. here. The tent was out here. Yes. And then she got married right in front of the tree trees out there. Yeah. Yeah, it was really pretty. Yeah, very nice. Mm-hmm. We still need some topsoil, you know, mm-hmm. but we're getting there. Ở ngồi ngoài luôn quá. Yeah. Oh, you see, you've been to Kiev? Yeah. Yeah, I see him house too. The very night that one, my brother-in-law, he said, oh, the neighbor that sell the house, look now, I want to see the house now. That I look good, that I do too. I said, okay. Okay, take a look. Why not? Why not? Because I come here before I buy the couple of houses in here, the near here, I think the 5-10 minutes, the girl over there, I have the steel avenue. Oh, yes. Yeah, just the 5-10 minutes. Sounds familiar, yeah. 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 Okay. Sounds familiar. That's why my brother-in-law, the first time he come here, I tell him, move in the Daytona, very good. Yeah. The beach in here beautiful. He nervous because before he come to Tampa, he don't lie over there. He say quiet over there, he don't lie. Oh. I say, you come here, you can try. Yeah. He come here, you like it here. That's why he look the fan in here, the house. He look here, oh, this house, the sale, look nice, he want to come. He look good, he happy, he buy. Okay, why not? Yeah. Yeah. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. 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 Thì nhà này nhìn chung nó là 900 thì ra ngoài coi ra ngoài cái view đẹp lắm. Mở cửa đi ngoài có view nhà này cái hình chữ U. Nó rất là đẹp. Ở đây là bờ hồ, ông nói là nhà này tổ chức đám cưới rồi luôn cái hình chữ U này ha. Đây là phòng bếp với phòng khách. Cái view hai chồng già này dễ thương. Hai chồng dễ thương hòa đồng ghê. Bình dân. Ông đánh góp, ông đánh chắc cái sân trước cửa nhà mình ở đó, còn ngoài cỏ này, nhà này có một cái là nó chưa có cái cầu đi ra thôi. Cái này mà khi mà mua mình coi lại cái, nó investment, cái này nó đâu có bị sập lún gì đâu, nó đâu có bị bão nữa đâu, không ảnh hưởng. Cái này là nó có sẵn, nó còn tốt hơn cái bên nhánh á. Yeah. Cái bờ kè này nó chặn rồi. Trắng luôn rồi nè, không có sợ nó sụp cái chân. Tắm vô tư luôn. Để ở đây vô nhà ổng. Nhà quá ngon. Năm sáu cái giường, ba phòng ngủ, ba phòng tắm. Cái này xuống tắm ở đây cũng được luôn chung. Tắm đây sạch sẽ, nước trong sáng. Tắm đây lặn bắt ghẹ luôn. Cũng mà nước sẽ lên cái mực nước bên dưới chân cầu nó lên rất mới. Tại em hầm bảo rồi nó bà rớp ổng mới sửa mới là hết.